Lại nữa Khánh Hỷ, Đại Bồ Tát nào ỷ vào công đức thiện căn của mình khinh chúng Đại Bồ Tát khác nên nói thế này: ta luôn an trụ hạnh chân thật viễn ly, còn các ông đều không có. Ta luôn tu tập hạnh chân thật viễn ly, còn các ông chẳng có thể. Khi ấy ác ma vui mừng hớn hở nói: Bồ Tát này chính là bạn bè của ta luân hồi sanh tử, chưa có lúc nào ra. Vì lẽ gì? Vì các Bồ Tát này ỷ vào công đức căn lành của mình có, khinh chúng Đại Bồ Tát khác, liền xa quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thật thể siêng năng làm chống không cảnh giới của ta. Thì Đại Bồ Tát này khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền bị ác ma làm rối loạn. Nếu Đại Bồ Tát nào không ỷ mình có công đức căn lành, khinh chê chúng Đại Bồ Tát khác, tuy thường tinh tấn tu các pháp lành, nhưng chẳng chấp trước các tướng pháp lành, thì Đại Bồ Tát này khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không bị ác ma làm rối loạn. Lại nữa Khánh Hỷ, nếu Đại Bồ Tát nào tự ỷ tên tuổi dòng họ và công đức sự tu tập đầu đà, khinh miệt các chúng Bồ Tát, tu các pháp thắng thiện khác, thường khen mình và hủy báng chê bai các vị khác, họ thật không có các hành trạng của Đại Bồ Tát bất thối chuyển mà cho mình có, nên sanh các phiền não và nói: các ông không có danh hiệu Bồ Tát, chỉ riêng ta có. Do tăng thượng mạn khinh chê Bồ Tát khác, bấy giờ ác ma rất vui mừng nghĩ như vậy: này Bồ Tát này làm cho cung điện và quốc độ của ta chẳng trống không, tăng thêm cảnh giới địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Bấy giờ ác ma dùng thần lực cho người kia, làm cho càng tăng thêm uy thế biện tài. Do đây được nhiều người tin nhận lời nói của người đó, nhân đó khuyên phát đồng ác kiến như người kia. Ác kiến đồng rồi, học theo pháp tà của người kia, học theo pháp tà rồi, phiền não hừng hực, vì tâm điên đảo nên phát sanh các nghiệp thân khẩu.